Và bây giờ thì tôi sẽ thử đệm piano cùng với lại một cái giọng hát không phải chuyên nghiệp, hát bình thường, để chúng ta thử xem là những người bình thường chuyên nghiệp thì nó lại không nói gì đúng không? Những người bình thường thì sẽ nó giống chúng ta hơn nhá. Chúng ta thử thử, thử cái mic trước.